Nị à, ăn từ từ thôi. Ủa giám đốc, trùng hợp ghê, lại gặp anh nữa rồi. Trời, nhỏ này cũng ở đây hả? Ngủ không gặp. Nị, mày ăn với hàm vậy? Thì cũng phải, nhân viên quèn mà. Nếu không nhờ giám đốc đây á, thì có mơ mày cũng không được ăn ngon vậy. Mày tốt ghê còn quan tâm tao nữa. Nhưng ngại quá, ba tao mới cho tao 100 triệu xài chơi. À, tháng trước mày bị đuổi về còn phải không? Giờ mày sống ổn không? Tao vẫn ổn, công ty mới kinh doanh tốt lắm. Mày coi nè, đồng hồ tao mới mua đó. Còn là phiên bản giới hạn nữa, có mấy tỷ à. Hàng phát chắc luôn. Sao mà phá ke được? Cái này là của nhà tao sản xuất á. Tao đi vệ sinh chút. Á, đồ của tôi. Dạ xin lỗi chị, để em lau cho chị nha. Anh làm vậy làm sao tôi trả đồ cho tiệm được? Tạm kéo khoác đã. Không cần, cô mặc đi ở ngoài gió lớn. Giám đốc thì ra anh đang quan tâm người ta. Cô chém gió cũng ghê thiệt. Này đã có tôi lo, để anh mua cái khác cho em.